Thưa quý vị và các bạn, hợp tác xã được xem là giải pháp đầu tiên để cơ cấu lại nền nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất ở quy mô lớn hơn. Ở nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long, thông qua mạng lưới các hợp tác xã nông nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được triển khai đã giúp nâng cao thu nhập của người nông dân, giúp sản phẩm lúa gạo của bà con một số vùng dần tạo được chỗ đứng trên thị trường, mang lại nhiều kỳ vọng. Với hơn 100 thành viên, sản xuất trên diện tích 500 hectare, nông dân hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang làm lúa hữu cơ theo quy trình nghiêm ngặt. Trước khi vào vụ, các công đoạn xử lý đất, diệt cỏ, cách ly thuốc hóa học được thực hiện rất kỹ. Hạt giống cũng không dùng chất kích thích nảy mầm mà được ngâm và lên mọng tự nhiên. Thú vị nhất trong quá trình canh tác là bà con đã pha trộn giữa sữa tươi với trứng gà sống để phun phòng ngừa dịch hại trên lúa. So với cách làm truyền thống, sản xuất gạo theo hướng hữu cơ, ít tốn công, phân thuốc sử dụng ít mà giá trị hạt lúa tăng thêm từ 2 đến 2,5 lần. Khi trước đây, khi chưa mà tham gia hợp tác xã thì mình gọi là xài theo cái kiểu mà truyền thống hồi xưa. Nói chung là khi nào thấy muốn dục phân là dục, muốn xịt thuốc là xịt, chứ không có theo một cái quy trình cụ thể nào hết. Lợi nhuận đây là lợi nhuận cái lợi ích, cái sức khỏe của người tiêu dùng. Người ta thấy là đảm bảo được, không dùng chất hóa học để là gãi trên đồng ruộng. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm làm ra là nó có giá trị. Bên cạnh lợi ích trên, mô hình sản xuất lúa sạch của hợp tác xã Tân Long còn làm tăng hiệu quả kinh tế cho người dân nơi đây. Hiện tại các giống lúa được thành viên hợp tác xã sử dụng để canh tác là ST24, ST25, OM18 và OM5451. Toàn bộ sản lượng lúa của bà con xã viên đều được hợp tác xã Tân Long bao tiêu thu mua để xay xát, đóng gói và đem đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi tháng nơi đây cung ứng trên 30 tấn gạo cho nhiều đơn vị thu mua bán ra thị trường. Từ nhu cầu lớn, bà con đang được vận động mở rộng diện tích liên kết, dự kiến khoảng 1.200 hectare sản xuất lúa hữu cơ để tạo ra gạo sạch, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ sức khỏe người sản xuất và môi trường. Chiến lược của hợp tác xã thì chúng ta, tôi đã nói từ lúc đầu là chúng ta đi từng bước, có nghĩa là thị trường cần tới đâu chúng ta sản xuất tới đó. Cái thứ hai là chất lượng thế nào, ban đầu thế nào thì sau khi chất lượng có thể cao hơn so với ban đầu, tìm hiểu thế nào, cái người tiêu dùng có những phản hồi thế nào, chúng tôi rút kinh nghiệm để sản xuất ra một cái sản phẩm làm sao đáp ứng được cho thị trường càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cái thứ hai, dù đã có thương hiệu rồi thì quên lãng đi đó thì chúng tôi là không có làm như thế. Đảng ủy đã có cái hướng chỉ đạo mà trong thời gian tới là mỗi một cái đoàn thể đó là phải xây dựng từ 1 đến 2 mô hình trở lên, đặc biệt là cái mô hình trồng trọt, ở trong đó là sử dụng cho cái hữu cơ hóa học. Ở chỗ này thì ở nông dân chúng ta cũng đang thực hiện. Hiện tại, ngoài những đơn vị đặt hàng làm đại lý phân phối của các công ty, người tiêu dùng tại các tỉnh trong khu vực gọi điện tìm đến mua sản phẩm, thì hợp tác xã cũng được Sở Công Thương hỗ trợ kết nối để đưa sản phẩm vào siêu thị. Phương châm sản xuất của các thành viên là sản xuất theo năng lực hợp tác xã và nhu cầu thị trường. Thị trường nhu cầu tới đâu sẽ mở rộng diện tích tới đó, chứ không làm ồ ạt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản xuất 78 hectare lúa, năm nào 21 xã viên của hợp tác xã Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng đều trúng mùa được giá. Bởi khi xuống giống, hợp tác xã đã ký kết được hợp đồng với các công ty cung ứng toàn bộ phân thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu đầu ra cho 100% sản lượng lúa của hợp tác xã với giá trung bình từ 4.900 đến 5.500 đồng một ký tùy năm. Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp, hợp tác xã Tân Phú A sản xuất lúa theo hợp đồng bao tiêu, đem lại lợi nhuận cao hơn 20% cho các xã viên so với các nông hộ sản xuất lúa ngoài hợp tác xã. Các thành viên trong hợp tác xã thì nó chuẩn cái vấn đề là không còn sợ mà không có thương lái mua, tại vì ở đây mình có đã ký hợp đồng rồi. Còn cái vấn đề là giá cả thì do cái giá cả mặt bằng của Hậu Giang mình thôi, thì chỗ nào cao nhất thì công ty nó lấy bằng cái giá cao nhất.
Không chỉ có hợp tác xã ở Tân Phú A, mà tại huyện Phụng Hiệp đã củng cố và xây dựng được 10 hợp tác xã sản xuất lúa. Những hợp tác xã này đã đứng ra ký kết hợp đồng với các công ty doanh nghiệp với diện tích gần 1.000 hectare, tương đương khoảng 8,5 ngàn tấn lúa. Đặc biệt, địa phương còn đưa vào sản xuất thí điểm 500 hectare lúa sản xuất theo hướng an toàn. Hiện những diện tích này đã được doanh nghiệp cho giá thu mua cao hơn thị trường từ 200 đến 300 đồng một ký. Tại Cần Thơ, mô hình cánh đồng lớn cũng được triển khai và nhân rộng. Từ khi tham gia mô hình hợp tác xã, ông Phạm Văn Bé cùng 7 hợp tác xã tại huyện Cờ Đỏ đã vượt qua trăn trở được mùa mất giá hay được giá mất mùa. Thay vì trước đây doanh nghiệp chỉ cung ứng đầu vào, thì nay phải cùng chia ngọt sẻ bùi với nông dân, giám sát cả quá trình canh tác để có sản phẩm thực sự chất lượng. Từ khi vô cái hợp tác xã, thì nói chung là cũng hợp tác xã mấy ảnh cũng kết hợp với cái chỗ mà tập đoàn Lộc Trời á, thì nói chung là cũng có mấy anh em kỹ thuật xuống hướng dẫn cho bà con. Từ chỗ đó bà con cũng nắm kỹ thuật rồi là cách là gãy phân rồi xịt thuốc, nó đúng cái thời điểm, cho nên là cái một là cái chi phí nói chung nó cũng giảm, rồi là cái hiệu quả lúa nó cũng có năng suất. Con đường làm ăn tập thể kiểu mới đã khẳng định tính ưu việt về hiệu quả khoa học căn cơ và liên kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp chặt chẽ, giải quyết đầu ra ổn định cho hạt lúa. Việc nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn cũng đã triển khai những dự án quy mô có tính liên huyện, liên tỉnh, hứa hẹn sẽ kích hoạt tiềm năng cùng lúc cho nhiều địa phương. Đó là những tín hiệu lạc quan, minh chứng cho sự sáng tạo, năng động và sức sống của đồng bằng. Hiện nay thì đối với tất cả các cái vùng nguyên liệu của tập đoàn Lộc Trời đó, thì chúng tôi cũng có tất cái quy trình chuẩn để mình đáp ứng được các cái tiêu chí của từng thị trường. Thì hiện nay Lộc Trời có Viện Nông nghiệp Lộc Trời là cái đơn vị đưa ra các cái quy trình để triển khai. Với cái sự phát triển mà trong thời gian sắp tới nữa, thì theo tôi thì cái thị trường lúa gạo sẽ phát triển theo một cái thị trường cao cấp hơn theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Cái vai trò của hợp tác xã rất là quan trọng ở cái địa phương nhằm hỗ trợ công ty gắn kết với bà con nông dân. Đồng thời thông qua hợp tác xã thì chúng tôi cũng có cái kế hoạch hợp tác nó bài bản hơn, nó dài hạn hơn. Từ đó thì mình mới gắn kết với nhau như vậy, mình mới tạo ra được một cái sản phẩm nó khác biệt và nó đem lại cái giá trị kinh tế nó cao hơn so với các cái sản phẩm thông thường. Như vậy thì nó mới bền vững được. Theo đánh giá của Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn, hợp tác xã tại đồng bằng sông Cửu Long dần được củng cố, từng bước nâng chất và có chuyển biến tích cực. Đây được xem là chỗ dựa vững chắc cho bà con nông dân trong việc thay đổi quy trình canh tác theo hướng giảm lượng, tăng chất và kết nối thị trường. Trong tình hình mới, vai trò của hợp tác xã, của ban lãnh đạo hợp tác xã lại được khẳng định thông qua việc liên kết các thành viên hợp tác xã đã giúp ích cho nhiều hộ thành viên khắc phục được một phần khó khăn trong sản xuất như chuyển đổi giống cây trồng hợp lý và hiệu quả hơn. Để xây dựng nguồn nguyên liệu lúa gạo đạt chuẩn và phát triển chuỗi sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững và tiến tới xây dựng nguồn nguyên liệu đạt thương hiệu gạo quốc gia, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ. Xin chào ông, rất vui và cảm ơn ông đã dành cho truyền hình nhân dân có cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, trong bối cảnh cánh đồng mẫu lớn ngày càng bị thu hẹp vì thiếu sự đồng hành thực sự của doanh nghiệp, ông nhận định như thế nào về vấn đề này? Trước hết thì ngành nông nghiệp của thành phố Cần Thơ, chúng tôi khẳng định cái mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất trong cái sản xuất lúa hiện vẫn đang trong cái xu hướng mở rộng. Tuy nhiên thì cái tốc độ phát triển có phần chậm so với cái giai đoạn trước. Nguyên nhân là do phần lớn dùng sản xuất lúa thâm canh tập trung đã tham gia các mô hình liên kết. Rồi các cái doanh nghiệp quy mô lớn có điều kiện cơ sở vật chất và tài chính cũng đã xây dựng được cái vùng nguyên liệu liên kết ngày càng đi vào ổn định. Rồi nhu cầu mở rộng ít, trong khi các cái doanh nghiệp có quy mô nhỏ không đủ điều kiện để thực hiện cái liên kết.
mà các cái doanh nghiệp này chỉ thực hiện liên kết ở cái quy mô nhỏ, và một số cái khu vực chưa thực hiện liên kết được do các cái tổ chức nông dân ở những cái nơi này thì chưa được hình thành cũng như chất lượng hoạt động chưa cao. Để sản xuất lúa gạo bền vững thông qua mô hình hợp tác xã kiểu mới và chuyển đổi số trong nông nghiệp thì cần có những giải pháp gì thưa ông? Để ngành lúa gạo thành phố Cần Thơ phát triển theo cái hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững thì hiện nay ngành nông nghiệp thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp. Thì trong đó ngành nông nghiệp chúng tôi tập trung một số cái giải pháp trọng tâm như triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo theo cái hướng đẩy mạnh ứng dụng các cái giải pháp kỹ thuật sản xuất bền vững như là sản xuất an toàn, chất lượng được chứng nhận gắn với quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, rồi sản xuất hữu cơ, sản xuất tuần hoàn vân vân, gắn với đẩy mạnh thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, rồi phát triển các cái mô hình liên kết, mô hình kinh tế tập thể để tạo điều kiện từng bước xây dựng được cái thương hiệu, đồng thời triển khai đồng bộ các cái giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số để đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật như sản xuất lúa gạo thông minh, rồi gắn với cái thúc đẩy quảng bá giới thiệu thương hiệu nông sản mới gạo Cần Thơ. Theo ông, về lâu dài, cánh đồng lớn có phải là tất yếu trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại, kết nối với thị trường, định hướng phân khúc sản phẩm cao cấp, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt không, thưa ông? Thì trong cái xu thế sản xuất lúa hiện nay chịu nhiều cái tác động từ cái biến đổi khí hậu, rồi thị trường và yêu cầu điều kiện ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao như là sử dụng máy bay không người lái để phục vụ trong cái canh tác, thì cái mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với liên kết là cái điều kiện tất yếu của thành phố Cần Thơ, và cũng đang được triển khai các cái dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ để hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái cánh đồng lớn trong cái giai đoạn hiện nay. Vâng, xin cảm ơn ông đã có những chia sẻ với Truyền hình Nhân dân. Để không còn nỗi lo được mùa mất giá, cần quan tâm phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Việc này cũng khẳng định tính ưu việt của cách mạng quan hệ sản xuất mới, mang lại hiệu quả bền vững cho nghề trồng lúa. Nông dân, nông thôn cùng hưởng lợi và là định hướng đúng, góp thêm một giải pháp sáng tạo, năng động để giải quyết bài toán giá lúa một cách căn cơ. Chương trình Miền Tây hôm nay do chi nhánh Truyền hình Nhân dân tại Cần Thơ thực hiện xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.